Hello, em có mắc ra chưa chưa đua xe đi. Racing gì đây này? Bibi. Áo mua điều khiển khó lắm. Ôi ôi. Ôi khó. Tốt nhất là không nên cử động tay. Di thẳng là được, chúng có đi nữa đấy. Ui dồi, bây giờ nó chịu động tay hết rồi. Trên đường đấy. Nhất là không còn gì nữa. Đua thật đấy. Họ bù lắm nè. Thôi tí rồi. Đường đi nè. Đấy đấy. Đấy mình. Vứt tóc. Vứt tóc. Rồi thằng cái đốt xe luôn, kỳ quá. Ôi xe này không có khác. Điều khiển cái xe này rất khó. Ui, một pin lửa luôn. À, mỗi lần mình gạt này là nó sẽ đảo cua rất là gấp. Đảo cua cái này. Cái kiểu gì thế này sẽ đua ngược này. Nhất rồi chứ còn gì nữa. Đây vào đây này. Đây là đầu tiên. Đúng không? Chúng ta chỉ chìm trong thất bại thôi. Wow, còn gì nữa. Mãi mới ăn vào. Thank you.
thua rồi, chúng ta chơi hello neighbor. Thì chúng ta vào trong cái chat play. Ta đang nghe mà chỉ đột nhập vào những cửa sổ. Thank you.
Alo. Excellent choice. Hey. No. No, not that. You know of any puppet modeling agencies? Oh!
Ok, chúng ta đã vào xô xíu. Đừng, ông Donald Trump này. Ông thầy hơi to. What? Tự nhiên đang chơi thì mất điện. Ui dồi ôi, ăn được ngọn gió. Ui dồi. Quá trưởng. Loạn sinh gấu rồi. Chúng ta chơi Sisyphus. Rất là đơn giản. Cái này cái gì? Cục đá này sẽ phá băng. Trò này hình như mấy ban đầu dễ hơn mấy ban sau khó. Ok. Con bạch tuộc cho nóng được ăn hồi một ít. Boss fight này. Màn này qua rồi mà nhỉ. Wow. Level 13. Ăn lốc cái này đi. Chín luôn. Còn một cái chín luôn. Ok nhá.